Vâng, và bây giờ là cử nguyện đẹp trai Cute Galang phong độ X-Men đến từ Osama Philadelphia. Anh đang làm tạo quảng cáo cho một hãng thời trang nổi tiếng thế giới, David Beckham. Anh hay lần sang Mỹ để tạo hình Hollywood. Vâng, rất đẹp trai. Vâng, anh cử nguyện chúng ta rất đẹp trai. Vâng, đẹp trai Cute không phải bàn. X-Men phong độ. Anh là biểu tượng của người sói trong bộ phim Người sói đến Việt Nam. Đấy. Vâng, rất là người sói. Rất là đẹp trai. Đấy, anh lại biểu diễn chúng ta xem màn biểu diễn ếch bồ hoa mướp của anh. Ếch bồ hoa mướp đấy, anh rất hôm nay anh rất sung. Anh là đệ tử của đạo trưởng Sung Hư phái Võ Đang. Vâng. Như thằng điên. À không, như một hiệp sĩ. Tôi nhầm, như một hiệp sĩ. Anh vừa nhìn anh rất là X-Men. Kiểu đàn ông đích thực. Nhìn ngực đầu tiên. Nhìn ngực đầu tiên rất Cute. Đấy, mặc áo lòi cả ra. Vâng. Đấy, anh rất là cá tính ga lăng. Vâng. Và bây giờ là anh Hùng đẹp trai đến với chúng ta từ Afghanistan, một nơi chiến sự xảy ra mầm. Ngày nào anh giết 200 đến 300 tên Mỹ cùng bọn ngụy. Hôm nay anh sẽ để một bài hip hop lăng xê rất đẹp trai, rất X-Men. Anh là dị nhân thứ 19 trong bộ phim Dị Nhân. Anh là nhân vật nổi tiếng nhất của Hollywood. Hôm nay anh đến với chúng ta với rất nhiều gọi là màn biểu diễn siêu cao thủ. Nào, mình quay. Mình quay anh em. Đó. Bắt đầu. À. Bé anh mà. Vâng. Bé thế nào? Cứ thằng bé, bé thằng to nó buồn cười. Bé thôi. Bé. Không bé được. Bé như anh, bé này. Thôi vào đây chào đám. Đi gần lại. Đi gần lại có như thế chụp ảnh. Nói gì đi chứ. Mày nói đi. Anh cực kỳ rất đẹp trai. Đẹp trai từ đầu đến chân. Chỉ là các bạn. Người lưỡng màn là gọi là tạo mẫu một nhất mới kiểu này. Anh thật đi ra đây ạ. Anh đây ạ. Thôi thôi.